Thổ. Xin chào anh em đến với kênh của Kiên Việt Đông. Hello, xin chào mọi người nhé. Mình Kiên Vnóc đây. Thì hôm nay mình có lại có một trò chơi mới. Các bạn biết một trò chơi gì không? Mình vừa lại ra ý tưởng làm một trò chơi domino. Domino đấy là gọi là du, nhưng mà domino của mình là du bằng gạch nha. Mình sẽ gọi là gì? Cho những viên gạch domino du ở đây để cho nó chạy tít ra đằng kia, cho mọi người biết domino nó như thế nào. Các bạn đi cùng mình nhé. Let's go. Và bây giờ mình sẽ khuân hết cái số gạch này để xếp vào. Tí nữa các bạn cùng xem với mình nhé. Đây là những viên domino gạch của mình. Một hàng mình sẽ làm dài tí ra ngoài kia luôn. Bây giờ gọi là làm tầm độ gọi là 100 viên gạch các bạn. Mình sẽ làm 100 viên gạch domino luôn. Các bạn xem với mình nha. Let's go. Và đây là viên gạch cuối cùng của mình nhé. Đây là viên gạch cuối cùng của mình. Đây là viên gạch này, Molino cuối cùng của mình. Đây, mình xếp lại. Để bây giờ mình view cho các bạn xem này. Đây là những viên gạch gọi là bolilo của mình. Đây, để mình view cho các bạn xem. Thì mình sẽ du đổ một loạt. Du đổ một loạt cho ra tít này kia. Bây giờ mình phải đi test thử, đi xem thử xem nha, chắc chắn này tía nó có đổ không. Chắc chắn nó có gì đổ như bình thường dự đoán không. Rồi, để test cho các bạn xem. Đấy, đây là những viên gạch bolilo. Đấy, định làm dài tít ra kia à, nhưng mà thôi, một mình làm lâu lắm. Đây, mình vừa làm xong rồi, được rồi này, nửa tiếng rồi.
sau một tiếng rời đây. Đây là những bolino gạch của mình. Thì mình chỉ cần du phát thế này, một loa đổ. Thì các bạn cùng xem với mình nhé. Công sức của mình bỏ ra hàng nửa tiếng đồng hồ bây giờ đã gọi này xong xuôi rồi. Các bạn thấy gọi là nửa tiếng đồng hồ của mình đây. Đấy, đã tan thành thành mây khói à. Thế là toang rồi. Toang rồi cả nhà ơi. Đây là những viên gạch bolino. Đấy. Toang hết rồi. Các bạn thấy đổ có đẹp không? Hỏng hết rồi. Chán quá đi thôi. Các bạn thấy thế nào? Có tiếc không? Đây, công sức mình gọi là thì nửa tiếng đồng hồ. Mà nó chỉ đổ trong gọi là gì, tầm độ gọi là mấy phút, phút rồi, 2 phút. Đấy. Đấy, đổ chạy dài ra tận kia. Công suất bỏ của mình bỏ ra tầm độ nửa tiếng, thế mà chỉ có trong chốc lát thôi. Tiếc quá các bạn ạ. Hay là bạn nào có rảnh thì đến đây gọi là này. Đây, thu xếp để nhặt gạch vào cho mình cái. Mình nay mất nửa tiếng nữa, chán quá. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay, sáng tạo thì các bạn đừng tiếc một like, một đăng ký, một chia sẻ để mọi người cùng biết đến mình nha. Kênh Vlog chào 1.500 anh em. Let's go.